hai thùng gà về bé đấy vậy là vào một cái nó ăn bắt con dơi đi ăn kìa cú cho nha con da gà nó to ấy chị xé ra thì nó ôi giời trời ôi hay vậy thằng em được hai cái da gà của cháu được cái bé đấy, vâng một cái nhỏ ý là cái to thì xé ra thì cũng vậy.